Hello, chào tất cả mọi người. Đấy. Các bạn biết đây là món gì đấy không ạ? Đây là pịa. Là pịa dê nhá. Đấy, anh em sẽ để nguyên bộ như này thì lúc nấu nó sẽ thành quả, nó sẽ rất là ngon. Đấy, em đang chuẩn bị gia vị. Gia vị gồm sả, gừng, tất cả cái thứ, nói chung là vân vân và vân vân, rất là nhiều. Anh ơi, thử miếng luôn cho anh em khán giả xem nào. Đấy, trông rất hấp dẫn. Mình nói chung mình chưa dám thử món này. Món này thì anh em ai đã từng ăn qua rồi chắc chắn sẽ cảm nhận được cái mùi vị của nó. Đấy. Nấu riêng hay như nào anh? Mình sẽ nấu này trước thì nó khôi, mình cho nó vào sau. Chứ thả cái món kia vào sau. Đúng. Đấy, nhìn mình trông hơi ghê ghê gớm tí nhưng mà chắc khả năng cũng ngon đấy. Rồi lát nữa thì mình sẽ quay cận cảnh anh ấy nấu món pịa dê như nào nhá. Đấy, mình cũng đã bắt cái nồi lên nhá. Đấy, cho gia vị vào. Đấy. Nhìn trông rất hấp dẫn. Mình sẽ nấu bằng cái nồi to này bởi vì hôm nay thì mình sẽ làm khoảng tầm 10 mâm thì mình sẽ phải nấu về cái nồi rất to này. Này mình rang qua cho gọi là vàng để được cái mùi thơm của nó rồi mình sẽ thả cái món món lòng mề các kiểu này thứ vào. Đấy. Bắt đầu đổ vào. Dám cho một ít muối vào. Món này nhá, có gà khế nhá. Khế này chắc mà đừng có nấu cọ nhá. Nấu cọ đấy, không nấu khế đâu. Ông canh cho nó gì nó kia này. Anh em công tác chuẩn bị anh em nhá. Khế này là khế của nó con nhá, ngoài khế của em Lâm nhá. Đây là khế chua không phải khế ngọt. Đây mình lát mình làm món gì đây? Anh ơi, khế này là khế rất nhiều nước nhá. Không cần đậu vào nước chảy mâm. Ôi giời. Ghê quá nhỉ. Là có phải là trứng. Và đây anh đang thái mấy lát khế để lát thì làm món nộm phải không anh? Đúng rồi. Món nộm. Và đây tiến hành mình sẽ đổ pịa vào nhé. Đây các bạn ơi. Này. Này đây khoảng tầm mấy phút nữa là mình sẽ mang ra cắt nhỉ? 15 phút à. Món tái. Anh em chuẩn bị thái rất là khẩn trương bởi vì cũng đã tối rồi. Đây, gia vị của mình ấy gồm sả, răng cưa với lại tay mình hơi đen tí bởi vì lúc mình sơ nồi. Vừa bên này là khế. Đây. Ăn nó cháy xong cái lầm cho nó lo còn nữa. Đấy, trước khi thái thì anh em mình sẽ thưởng thức trước xem là mùi vị như là mình có thể để tương vào đây được không nhỉ? Nước chấm ấy. Anh làm. Không cần được. Nước chấm ấy. Ăn đi, ăn đi. Chú ăn miếng à chú. Ôi giời, vẫn có thể chấm ăn ngay luôn nhá. Đấy, trực tiếp luôn. Đây. Đấy, quấn nhiều thứ vào thì có thể là mất hết mùi vị của nó. Ấy. Mùi vị như nào chú? Ăn rồi mới biết mùi vị của nó như nào. Mình cũng thử miếng đây. Đem ít xoài. Có tí vừng nữa nhỉ. À mình chú có tí mắc kén. Đây, mời tất cả mọi người nha. Quá ngon. Nhanh quá không kịp quay. Đang tiến hành là bắt đầu cắt món pịa. Ui rồi đen xì xanh toàn cỏ. Đấy, mình chưa dám thử nhưng mà quyết định tối nay mình sẽ thử món này. Rất là nóng. Chỉ có người vùng cao là thế thôi. Đây, chú anh trên vùng cao kia gọi bằng cụ nha. Ui dồi ôi, dài quá.
Đây, dây đội khoảng tầm 10 mét bịa. Hầu như là các chú không bỏ một tí nào luôn. Đấy. Có cả hạt xoan nữa mọi người ạ. Đây, nổi lên này. Ui dồi. Ui dồi, ui, nóng quá. Có vẻ là chú cắt phải hạt xoan hay sao ấy. Củ cực cửa từ chiều nay rồi. Món vào đấy là món pịa đây mọi người ạ. Ngon không anh? Nối luôn. Ngon lắm. Đã làm mía. Cao vậy. Sẽ làm một miếng nha các bạn nhá. Một miếng bé rồi. Rồi, xin mời các bạn nhá. Xin cơm anh ơi. Cảm nhận như nào? Ngon. Rất thối phải không ạ? À, không ngon bằng thơm nhỉ. Thơm nhỉ. Cơm anh ơi. Quá ngon. Ngon quá. Rồi, mời tất cả mọi người cùng đánh chén cùng mấy anh em chúng tôi nha. Đây. Cái canh dê đây. Bé quá. Đây cái nhìn thấy con giống phân dê mà. Hay vậy. Ủa, giờ ba là không có ai à? Đây để anh để sang đây. Ăn đậu đi em ơi. Thằng này cũng thế nó ăn bên này mẹ. Nó cần nửa đĩa rồi nó mới làm bên đấy. Nhất dở. Bên kia anh em cũng đang ăn. Thằng này khôn thất. Đúng là gừng à. Uống đi, mời anh em đi. Rồi, mời anh em nhá. Thôi nóng hơn đông mà ăn ngon mà. Thì sư thằng nào gắp đồ phụ cho tôi đấy. Tôi là tổ trưởng món này đấy. Thằng này phải không? Mày cắp đồ phụ nhau.